Xin chào các bác nhé. Nay xin được chia sẻ với các bác về cái hoa đu đủ đực nhé. Thứ nhất là cái đu đủ đực, thứ hai là nói về cái hoa đu đủ đực. Đây này, trước mắt các bác này thấy có cái cây đu đủ, nó chỉ có hoa thôi, nó không có quả đâu. Mà nó ra hoa như thế này là chắc chắn là nó sẽ không có quả. Chút nữa thì mình cùng sẽ tìm hiểu về cái công năng và công dụng của cái hoa đu đủ đực nhá. Và nó có thể làm chế biến thành cái công dụng của nó như nào và chế biến nó như thế nào, có thể ăn được không, hay là làm chè, hay là làm thuốc, hay là làm như thế nào nhá. Trước tiên là giới thiệu bác trước cái đu đủ, hoa đu đủ. Bên này là cây đu đủ cái rồi. Tại sao gọi là cây đu đủ cái? Vì nó có quả ấy, đúng không? Đấy, rất là sai, xum xuê. Đây. Rất là nhiều quả đúng không? Đưa vào gần xem bác xem. Cây này sai thật đấy. Rất sai luôn đúng không? Mà cái cây nào mà nó... mà cái cây đu đủ là cái đặc điểm là mà không ra hoa thì nó sẽ ra quả này nhá. Đấy. Còn bên này này, bên cây bên kia mà đã ra hoa như vậy thì là không có quả, mà chỉ có ra hoa tuột như thế thôi. Và theo sổ sách, theo cái nguồn từ trên mạng rồi là cha ông để lại thì thực sự là mình cũng biết một chút về cái công dụng của cái cây hoa này. Chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Đầu tiên mình đi vặt vài cái hoa đó. Đây là mình vào đâu lấy đây. Thế là may nó có đất cao này, mình trèo lên lấy được. Bước lên đây lấy được. Cái đu đủ cái bên kia có một cây nữa này, bên này cũng có một cây này. Cây đây cũng có một cây đấy. Cái này vườn đu đủ này mình tự trồng thôi. Cái đây cái lá nữa nhé, lá rồi bẻ cái cả một cây cái cành lá này. Trong nữa chia sẻ với các bạn cái về kỹ hơn về cái hoa đu đủ và cả cái lá của nó nhé. Rồi xem mình ngắt vài ngọn nhỉ. Hoa tốt thế. Các bạn thông cảm với video dung tí nhá. Ôi ủa, cao quá không lấy được rồi. Lấy được cái nào lấy thôi. Rồi với một cành nữa nhá. Rồi cao quá. Nền cao quá rồi. Rồi tạm thời thế nhé. Rồi lấy vào nhà rồi để cùng nói chuyện với các bác được kỹ hơn nhé. Ngắt tí mà muối đốt chân ấy, tay ấy. Rồi ok con, có sáng không? Ui đặt đấy, đặt nóng quá.
ok. Ok, mình tiếp tục nhá. Đấy. Đây là cái hoa đu đủ nhá. Ở đây. Cái đây là cái hoa của nó nhá các bác nhá. Hoa này. Đây là cái lá của nó, cái lá, cái cuống của nó. Và đằng ngoài lúc nãy này các bác vừa thấy cái quả của cả cây rồi. Đấy. Thì nói với cái công dụng về cái ăn không vậy? Ăn bất thường không? Vừa là hoa đu đủ và có cái giá trị dinh dưỡng của nó. Này. Theo mình tìm hiểu trên thực sự là cũng tìm hiểu trên mạng rồi để chia sẻ lại cho các bác, cho mọi người cũng được biết nhé. Thì nếu mà trong nhà mình mà có cái cây này thì tốt nhất là không nên vứt đi và ngắt về để dùng, mà dùng theo cái nhiều cách. Đấy. Có thể là xào nấu ăn, có thể là mình sẽ trưng pha chè theo những cách sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, nói với các bạn nhé. Cái giá trị dinh dưỡng của cái hoa này ấy, cái hoa và cái lá của cây này thì nó có axit này, axit alic này, có beta carotene này, canxi này, phenol này, vitamin A, vitamin B và B1 và vitamin C. Có cả chất đạm, có cả carbon hydrate và có cả tamin. Cái tác dụng của cái lá hoa đu đủ này, mấy cái lá này này, cuống của nó nhất tác dụng này, lá hoa cành và quả của nó, của các cây đu đủ này này, đực này, đều có thể dùng để làm thuốc. Đấy, dựa vào các thành phần trên thì chúng ta cùng xem hoa đu đủ được, hoa đu đủ đực thì chữa được bệnh gì nhiều nhá. Thứ nhất, hoa đu đủ đủ đực trị ho. Đấy, cái hoa này trị ho nhá. Cái cách thứ nhất để làm thuốc để trị ho ấy là trưng cất cách thủy 15g hoa đu đủ này tươi này với 2 thìa mật ong trong vòng 20 phút, sau đó cho vào một miếng vải chắt lấy nước và sử dụng hàng ngày. Đấy là cách thứ nhất để chữa ho nhé, để ho cho người già trẻ con giống nhau đó. Đó là 15g hoa đu đủ được tước ra với 2 thìa mật ong trong vòng 20 phút nha, trưng cất đấy. Cách thứ hai ấy là giá nát hoa đu đủ đực này trộn cùng với đường phèn cho đến hấp cách thủy đến khi hoa chín, đường tan chảy, chắt lấy nước cốt rồi dùng 2-3 thìa cà phê để uống ngày để 2-3 lần và chữa ho đấy nhá. Đấy là cách thứ hai để chữa ho cái hoa đu đủ này. Cái cách thứ ba, cái bài thuốc thứ ba ấy là để chữa ho ấy là giã nát 15g hoa đu đủ đực này với 15g lá hẹ xanh, 20g hạt chanh tươi, thêm đường phèn trộn đều rồi đem trưng cách thủy 15 đến 20 phút, chắt nước cốt, mỗi lần dùng 2 đến 3 thìa cà phê ngày 3 đến 4 lần. Đấy, thì là cũng chữa ho nhá. Cái cách thứ ba đấy nhá, tôi nói lại nhá. Mình xin nói lại là giá nát 15g hoa đu đủ đực, 15g lá hẹ xanh, 20g hạt chanh tươi, thêm đường phèn trộn đều rồi đem trưng cách thủy 15-20 phút, chắt nước cốt, mỗi lần dùng 2-3 thìa cà phê ngày đến 3-4 lần. Đấy, đấy là cái công dụng của hoa đu đủ này là chữa ho, là theo cái ba cách là mình hướng dẫn vừa mới hướng dẫn các bạn. Bác thì cái này mình cũng biết từ theo truyền miệng thôi và trên báo đài, trên mạng. Cái công dụng thứ hai của cái hoa đu đủ này là gì? Đó là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hỗ trợ điều bệnh ung thư chứ, nghe có vẻ ghê lắm nhưng mà không biết là có thật hay không, nhưng mà mình cũng tìm hiểu mạng. Cái này người ta theo trên mạng người ta nói là trong hoa đu đủ đực có các hoạt chất chống oxy hóa như beta carotene, folic, acid glucuronic giúp đẩy lùi sự phát triển các tế bào ung thư trong cơ thể người bệnh. Đấy là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư này. Công dụng thứ ba là cải thiện bệnh đường tiêu hóa. Đấy. Cải thiện bệnh đường tiêu hóa nhé. Vì trong cái trong này nó có hàm lượng vitamin
C và E, trung hòa đu đủ đực cao và khả năng thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể và trung hóa axit dư thừa trong dạ dày. Ngoài ra còn có men papain giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón. Đấy. Thứ tư là hoa đủ đực. Hoa đủ đực ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Thì người ta biết mà người ta mới dùng chứ. Thì do mình chủ quan mình không dừng nên bị. Thứ tư là ngăn ngừa đột quỵ và đau tim nhé. Bởi vì trong đó nó có hàm lượng beta carotene. Trong hoa có công dụng bổ máu, thông huyết, giúp điều hòa tim mạch và giữ cho trái tim luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Từ đó bệnh nhân sẽ kiểm soát được huyết áp và phòng tránh được các bệnh về tim. Ok. Đấy là cái thứ tư này. Cái công dụng thứ năm nó là kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Loài hoa này còn chứa hoạt chất giúp cải thiện nồng độ insulin trong cơ thể, từ đó nồng độ đường trong máu được kiểm soát và cải thiện. Đấy, riêng cái loại hoa này này. Đấy. Thứ sáu là giảm cân hiệu quả. Giảm cân hiệu quả là tại sao lại giảm cân? Nhờ hàm lượng chất xơ, vitamin A, B, C, hoa đủ được giúp người thừa cân giảm đói và thèm ăn. Cần kết hợp một chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý và khoa học. Cái loại dược liệu này ấy, sẽ là một loại bí quyết giữ tắm nhựa huyết áp tuyệt vời cho nhiều chị em phụ nữ và giảm cân. Thấy không, nhựa có nhiều nhựa mà. Này. Này, nhựa nó nhựa ở những cái chỗ mình ngắt này nó có. Đấy. Đây. Đây. Đây, nhựa đó. Đấy, nhựa nó chảy nước này. Đến cái công dụng thứ 6 giảm cân rồi nhỉ. Cái công dụng thứ 7 nhá. Cái công dụng thứ 7 của cái hoa đu đực này là cải thiện tiểu rát, tiểu buốt cho người bị sỏi thận. Vì trong cái hoa đu đực này nó có hoạt chất lycopene và carotonic. Trong hoa có khả năng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Như vậy sỏi được đào thải dễ dàng và ra khỏi thận qua đường bài tiết. Do đó tình trạng tiểu buốt, tiểu rát và vì thế cũng được giảm. Đấy. Vậy là chứa tiểu rát, tiểu buốt. À, đấy là cái 7 cái công dụng của nó này chứa bệnh nhá. Còn cái hoa đu đủ này, hoa đu đủ nhá. Thì bây giờ là còn hai cách nữa là để làm món ăn. Một món ăn. Cách thứ nhất này là hoa đu đủ xào tỏi. Hoa đu đủ xào tỏi. Thì hoa đu đủ này xào tỏi nhá. Trước tiên thì rửa đi rồi đúng không? Xong thì lọc, luộc qua một lần, luộc qua đu đủ này một lần 20 đến 30 phút. Sau đó rửa một lần nữa để giảm cái độ đắng đi. Sau đó xào chín rồi phi tỏi, thế là ăn ngon tuyệt vời. Nhiều hoa này nó rất đắng lắm. Đắng thì có rất là nhiều cái loại hoa lá của cây nó đắng đúng không? Cái này cũng rất là đắng. Nên mình luộc qua một lần cho nó là rửa đi một lần để giảm cái độ đắng, sau đó là mình xào giống như là xào rau muống, xào rau bình thường ấy, xào chín rồi là cho xuống cái tỏi xuống đấy. Trông nữa mình cũng lấy với xào nha, con trông nữa lấy bù lên với xào đấy. Thứ hai là món ăn là làm nộm hoa đu đủ. Làm nộm nhé, cái này lên làm nộm nhé. Thế này đó là hoa đu đủ này. Có hoa, có cái hoa nó hoa non đấy nhá. Có xả này, ớt này, có mắc khén, tỏi và có cả cà rừng. Rửa sạch hoa đu đủ, lá non và hoa đu đực cho vào, cũng luộc như lúc nãy, luộc khoảng 5 phút. Sau đó là rửa nhiều nước rồi lọc để hoa đu đủ không còn vị đắng và tí nữa ở đây. Hoa đu đủ thì sau khi rửa để khô rồi chế biến. Các nguyên liệu này sẽ được trộn cùng nước cà rốt, ớt, tỏi, mùi tàu và mắc khén giá và có thể dùng được luôn. Đấy là cái
Cái món thứ hai có thể làm nó là làm nộm. Cái này mình chỉ đọc trên mạng thế thôi nhưng mình chưa thực tế làm. Cái này lưu ý nhá, lưu ý những người không nên dùng cái hoa đu đủ này này, phụ nữ mang thai này, đang cho con bú, trẻ em dưới 3 tuổi chắc là cũng có một số chất nó không phù hợp. Thứ hai là người có cơ thể hàn hay bị lạnh bụng và tiêu chảy thì cũng không nên dùng. Thứ ba là tiền sử dị ứng với cái phấn hoa, ví dụ người nó phấn hoa bị dị ứng phấn hoa thì không nên dùng. Ok. Không nên dùng cái này, không phải ai cũng dùng được. Nên cái hoa nó trắng. Đây là cái cuống của nó là có nhựa, mình vừa vắt ra này nhựa chảy ra đây. Cái này trông thì rất là giống hoa thiên lý đúng không các? Rất là giống hoa thiên lý, nhưng hoa thiên lý thì nó có màu đúng không? Có màu tím. Còn cái này thì hoa đu đủ này mình có màu trắng thôi. Đấy, màu trắng. Cái nước của nó, cái nước nhựa của nó cũng trắng. Nước nhựa cũng trắng. À, đấy. Thì à, mình xin điểm qua cái 7 cái công dụng của cái hoa đu đủ này một lần nữa nhá. Đó là để mọi người tham khảo và lấy về dùng cho bản thân. Ví dụ nhà mình có hoặc là vườn mình có thì nếu mà có cái cây này thì không nên vứt đi. Chúng ta không nên bỏ hoang mà lấy về dùng. Nó đều rất tốt. Mà mình nghĩ là nhiều nơi, nhiều chợ đầu mối người ta cũng có. Chắc chắn là cái cây này thì nơi nào chẳng có rồi. Ở Việt Nam mình nơi nào cũng có rồi đúng không? Các bạn mà muốn tìm thì có thể là ra chợ tìm. Ra chợ tìm hoặc là nhà mình trồng cây nên quả thì không tính làm gì. Nhưng cây không nên quả mà nó rau hoa như thế này thì lấy hoa về dùng. Nhé. Rồi xin nhắc lại cái tác dụng của cái hoa đu đủ này một lần nữa nhé. Cho mọi người biết. Nếu mà sau này mà không nên vứt đi. Đấy. Thứ nhất là chữa ho. Đấy, chữa trị ho cho trẻ con đây này. Chữa trị ho cho trẻ con như thế này này, ho này. Và người lớn như thế mà bị ho thì đây, người lớn như thế này bị ho mà thì tốt nhất là cũng nên là lấy cái hoa đu đủ này về chữa ho. Như là cách làm thì lúc này đã giới thiệu với bác rồi. Thứ nhất là chữa ho nhá. Thứ hai là hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Hỗ trợ điều trị thôi, nó chỉ là hỗ trợ điều trị thôi nhỉ. Thứ ba là cải thiện bệnh đường tiêu hóa. Bệnh đường tiêu hóa mà có vấn đề về tiêu hóa ấy, thì sử dụng cái này tốt. Thứ ba là hoa đu đủ đực ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Đấy. Đau tim và đột quỵ thứ tư nhá. Rồi thứ tư là ngăn ngừa đau tim và đột quỵ. Thứ năm là kiểm soát đường huyết ở người bệnh tiểu đường. Thứ sáu là giảm cân hiệu quả. Giảm cân là dành cho những chị em nào là sợ béo bụng thì tốt nhất là cũng nên lấy về dùng. Hoặc là những người mà bụng bia thì cũng nên lấy về dùng. Đấy. Bởi vì nó có vitamin A, B, C, mình dùng cái hoa đu đủ này vào thì thường là nó giảm cái sự thèm ăn uống của mình đi. Thứ bảy là cải thiện tiểu rát, tiểu buốt. Đúng ra nói là cái đái rắt đấy. Cải thiện cái tiểu rắt, tiểu buốt, đái rắt này. Đủ. Giúp cho người bị sỏi thận, những người bị sỏi thận thì hay bị tiểu rát, tiểu buốt. Đấy. Còn cái thứ 8, công dụng 8 như là để nấu ăn, đúng không? Nãy vừa nói cách đơn giản nhất là xào, luộc qua một lần, sau đó là mình có thể xào với tỏi, xào với trứng. Như hôm nay mình sẽ lấy về xào với trứng này, mình luộc qua một lần, sau đó là xào với trứng, đập tỏi cũng được. Rồi, trong cái video này thì xin được chia sẻ với các bác về cái hoa đu đủ này một lần. Hoa đu đủ và công dụng nó như vậy, bởi vì mình cũng với kiến thức của mình biết thế và cũng tìm hiểu trên mạng biết như vậy nên là chia sẻ cho mọi người thôi. Nếu mà có cái này thì nhiều người không để ý, ở vườn nhà mình không để ý này hay vứt đi rất là phí, tốt nhất là lấy về dùng theo cái cách mình vừa bảo. Con đi lấy cái túi bóng này để bố cất túi bóng bên kia, kìa túi bóng bên kia.
Rồi nhé, cảm ơn mọi người đã xem nhé và ủng hộ nhé. Rất cảm ơn nhiều nhé. Hẹn gặp lại.